chào các bạn, chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và tài lộc đến nhà, vàng vô đầy nhà. Với những tài lộc mà chúng ta mang đến cho gia đình nhà chúng ta nhé. Và hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm tháp bánh kẹo để chúng ta có thể đón một Tết năm mới với những điều may mắn, hạnh phúc cho gia đình nhà mình mạnh khỏe và thành đạt. Mời các bạn cùng làm với mình ạ. Mình làm chuẩn bị hai hộp bánh nhé, một bánh choco pie, một bánh cục tát. Mình sẽ làm tháp bánh kẹo nhé. Các bạn cắt cho mình hai cái bìa tròn như thế này. Mỗi tháp mình sẽ làm một bánh nhé. Này, tháp choco pie hoặc là tháp cục tát, các bạn sẽ ướp cho mình nhé. Vừa thì thôi. Mình có thể xếp 4 hoặc xếp 5 nhé, tùy theo nhé. Và mình sẽ gắn keo lăn, keo lến, hoặc là các bạn có thể gắn băng dính hai mặt nhé, để cho nó cố định cái phần dưới này. Đây, các bạn cho keo lến vào đây cho mình đặt bánh xuống nhé. Xung bắn keo nó vừa hỏng nhưng mà mình hư bằng nửa cũng được, keo lến nhé. Rồi các bạn gắn nó cho mình để nó không bị sập sạch dai ạ. Đây này, sẽ không bị sập sạch nữa nhé. Với cái tầng trên này mình sẽ làm ba cái như thế này, chéo chéo ra. Mình đã một cái tháp bánh rồi. Với tháp màu vàng thì các bạn có thể trang trí cái này màu vàng các bạn nhé. Đây ạ, chúng ta sẽ gắn vào dưới cái tháp bánh như thế này nhé. Ở giữa mình có thể trang trí cái này các bạn nhé. Chỗ này trống mình sẽ cho vài đồng tiền xu vàng nữa. Thế này nữa nhé. Đây là mình đã được một cái tháp bằng bánh cục tát các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ làm một cái tháp bằng bánh choco pie. Đây các bạn cũng đặt cho mình. Mình chỉ làm tháp 4 cái thôi chẳng hạn. Sẽ như thế nhé. Các bạn cũng gắn cho mình keo lến vào. Và trên phần trên này mình cũng gắn nhé.
Bây giờ mình cũng trang trí nhé. Với cành cái này thì mình lại trang trí màu đỏ các bạn nhé. Dùng keo nến mình gắn vào. Mình cũng có cái vàng vô đầy nhà các bạn nhé. Cho nó cứng lại. Hai bên này mình cũng có thể cho cái quả trang trí này vào. Chỉnh lại cho nó hợp lý ạ. Cái này nó đang bị rơi. Những cây này thì các bạn dùng năm nay nhé. Sang năm chúng ta hết năm ấy cho các bạn lại cất đi. Sang năm chúng ta lại có thể dùng được nhé. Đây, cái mâm này đây ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách làm tháp bánh kẹo nha, tháp bánh chocobite và cu tát cho ngày Tết. Các bạn thích có thể làm để chúng ta bày lên bàn thờ nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ, ẩm thực miền quê ạ. Chúc các bạn và gia đình có một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ nhé. Xin chào các bạn ạ.